ai cũng có mặt xấu, ai cũng có mặt tốt, thì mình hãy đón nhận mặt xấu của ông ấy đi. Và gì ạ? À? Hãy làm những thứ để làm cho ông ấy an yên và hạnh phúc nhất, để ông tập trung vào những thứ ông ấy muốn làm, chứ đừng chỉ trích nhau. Cho nên hạnh phúc không phải là sửa người ta, mà hạnh phúc chính là đón nhận cả tật xấu người ta và làm cho người ta vui mỗi ngày. Mà muốn vậy thì việc số 1, bạn phải là người hiểu chồng mình. Mà hiểu thì không phải học lớp 12 hay là học đại học hay thạc sĩ, tiến sĩ, mà hiểu chính là tâm của mình. Hãy quan sát và để ý anh ấy. Kiều Hồng có đặt câu hỏi: dạ em chào thầy, thầy cho em hỏi là một người vợ thì nên làm gì để chồng thành công trong sự nghiệp ạ? Em cảm ơn thầy ạ. Vâng, thứ nhất là chia sẻ với chị Hồng, để chồng chị thành công trong sự nghiệp thì anh ấy là chiếm tới 99%, chị chỉ là người cộng nghiệp mà thôi. Cho nên chị không phải là người quyết định tạo ra thành công trong sự nghiệp của anh ấy, nhưng chị là cộng nghiệp trong thành công của anh ấy. Vậy chị phải làm mấy việc? Một là chị phải hiểu anh ấy. Hiểu anh ấy. Thứ hai là chị phải làm cho anh ấy vui mỗi ngày. Vậy nếu hiểu được thì mới làm cho người ta vui được. Mà muốn hiểu một người thì không có trí tuệ nào hết, không có học hành nào hết, mà thứ mà muốn hiểu một người đó chính là để tâm đến người ta. Chị sống với anh ấy một năm thì chị phải biết thói quen phần thân, là ông nhà mình ông thích ăn cái gì, ông ấy thích ngủ vào giờ nào, ông ấy đi làm về thì ông hay có thói quen vứt quần áo lung tung ra sao, đôi tất như thế nào, cái cặp ở đâu, và công việc của ông ấy nó mệt như thế nào. Cho nên ông ấy về ông có nghỉ ngơi một chút cũng là chuyện bình thường, đừng bắt ông ấy phải ngăn nắp ngay lập tức. Vậy thì đấy là thói quen phần thân. Thói quen phần tuệ là đối với ông ấy cái gì là quan trọng nhất. Ví dụ đối với ông ấy cần phải sự nghiệp là quan trọng nhất, hay là ông ấy cần phải lo toan cho bố mẹ là quan trọng nhất, lo toan cho con cái là quan trọng nhất, còn tiền ông ấy chịu trách nhiệm đi kiếm để đưa về cho vợ. Vậy thì mình hiểu được cái suy nghĩ của ông ấy thì mình ở nhà làm một cái hậu phương đối nội, lo toan cho ông bà nội, ông bà ngoại, cho các con, để cho ông ấy yên tâm ông ấy làm việc. Ở cái thói quen về phần tâm thì đối với ông ấy là khi mà ông ấy gặp cái gì bất đắc như ý thì mặt ông ấy nó xị cái mặt ra làm sao, khi ông ấy gặp cái gì mà nó vui thì mặt ông nó tưng tửng thế nào. Không, để mình hiểu về chồng mình, hiểu về tâm của ông ấy, ông ấy nghĩ cái gì, ông ấy vui hay ông ấy buồn, hiểu về tuệ của ông ấy thì đối với ông ấy trong suy nghĩ của ông ấy cái gì là quan trọng nhất, hiểu về thói quen phần thân của ông ấy. Vậy thì khi ấy bạn hiểu hết thì trong một con người ai cũng có mặt xấu, ai cũng có mặt tốt, thì mình hãy đón nhận mặt xấu của ông ấy đi. Và gì ạ? À? Hãy làm những thứ để làm cho ông ấy an yên và hạnh phúc nhất, để ông tập trung vào những thứ ông ấy muốn làm, chứ đừng chỉ trích nhau. Cho nên hạnh phúc không phải là sửa người ta, mà hạnh phúc chính là đón nhận cả tật xấu người ta và làm cho người ta vui mỗi ngày. Mà muốn vậy thì việc số 1, bạn phải là người hiểu chồng mình. Mà hiểu thì không phải học lớp 12 hay là học đại học hay thạc sĩ, tiến sĩ, mà hiểu chính là tâm của mình. Hãy quan sát và để ý anh ấy, để ý thói quen của anh ấy, thói quen về phần thân, thói quen về cách nghĩ và thói quen về tâm, để từ đó mình đồng hành và mỗi ngày giúp cho anh ấy vui hơn và không chỉ trích vào thói hư tật xấu của anh ấy nữa, trừ những thói hư tật xấu nó vi phạm vào giới luật của vợ chồng, của pháp luật,
của đạo đức. Thế còn những thứ khác hoàn toàn có thể chấp nhận được, đừng móc vào. Cái việc mà một thằng CEO hay là một thằng làm kinh doanh, nó đi làm suốt một ngày về vất vả, nó ra nó gọi thằng bạn ra bù khú uống một cốc bia, xong nó về nhà nó cởi cái áo nó vứt lung tung, cởi đôi tất vứt lung tung, xong nó dạng chân lên giường nó ngủ một lúc 10-15 phút nó tỉnh dậy thì nó mới đi tắm, thì chuyện đấy là chuyện bình thường, nó không có vi phạm đạo đức gì cả, không có vi phạm pháp luật gì cả. Thế nhưng mà nhiều khi có những thứ mà chúng ta đòi hỏi người ta phải sống theo nguyên tắc khuôn khổ của mình, khiến cho cuộc sống gia đình nó ngột ngạt, khuôn phép quá. Vậy xin nhắc lại với chị Kiều Hồng, có hai việc chị cần làm thôi, rất đơn giản, cái này không cần học cao hiểu rộng nhé. Một là để tâm để hiểu chồng mình, hai là đừng tập trung vào khai thác điểm yếu của anh ta mà chỉ trích, mà hãy làm những cái thứ gì chồng mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Phần thân của anh ấy, hãy nấu cho anh những cái món mà anh ấy thích theo quan điểm của anh ấy, cách nghĩ của anh ấy, cái tâm của anh ấy. Thì tôi nói ai mà rời xa được mình, mà chồng mà nó vui thì chắc chắn rằng đến cơ quan nó cũng tốt với đồng nghiệp hơn, nó cũng vui vẻ với đồng nghiệp hơn, thì chắc chắn sự nghiệp nó sẽ thành công. Cho nên vợ chính là phong thủy quan trọng nhất của một ngôi nhà. Vợ tạo ra cảm xúc hạnh phúc cho một ông chồng, và cảm xúc nó tạo ra khí, mà khí chính là phong thủy. Đấy, thế cho nên chị Hồng hỏi câu này rất là hay, và rất nhiều chị em phụ nữ nghe được cái này mà nên ứng dụng. Nhưng mà tại sao các chị á, nghe thì vậy, nhưng mà tôi tin ở đây có một số chị lẩm bẩm, về mặt lý thuyết thì thầy nói vậy thôi, chứ thằng chồng nhà em nó nắm tật lắm. Nhưng mà đời thay đổi khi ta thay đổi. Muốn anh ấy thay đổi thì mình phải thay đổi đầu tiên. Nhưng mà thường á, thì chúng ta hay ngồi chấp trước lẫn nhau, là nó đâu có thay đổi mà em thay đổi, mà em điên gì em phải thay đổi trước, nó phải xin lỗi em trước chứ. Thế thành ra là cứ chiến đấu với nhau trong tâm tưởng thôi. Ai trước ai sau không quan trọng, quan trọng mình có muốn hạnh phúc hay không thôi. Mà muốn hạnh phúc thì mình thay đổi trước, có nhục đâu mà sợ nhá. Thôi thì những ông chồng ở đây mà nghe được thì cũng bắt đầu mình thay đổi trước cũng tốt. Mà bà vợ đang nghe ở đây thì mình thay đổi trước cũng tốt, không nhất thiết phải chấp trước chấp sau. Và nói nhân tiện câu hỏi của chị Kiều Hồng thì tôi cũng nói cả hai vế luôn, không cánh phụ nữ lại kiện là bảo thầy thiên vị. Nhưng mà thật sự ngay kể cả nam giới cũng vậy. Việc số 1 phải hiểu vợ, xong việc thứ hai phải làm cho vợ mình vui. Đấy, có hai việc thôi, hiểu với làm cho người ta vui được. Đấy. Còn không hiểu thì không tài nào làm cho người ta hạnh phúc được. Cho nên bước 1, muốn yêu thì phải hiểu, mà hiểu thì mới gọi là yêu. Đấy. Rồi ạ, xin cảm ơn Kiều Hồng, và chúc cho không phải riêng Kiều Hồng mà tất cả các gia đình đều mỗi người tự biết sửa mình và tạo ra một gia đình hạnh phúc, là hạt nhân của xã hội hạnh phúc. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.